mong muốn là tìm được một môi trường làm việc thật là phù hợp. Môi trường vô cùng hà khắc, bác phải làm thêm giờ, báo cáo suốt ngày. Đấy, anh có phần. Tôi đã phải gặp bác nhiều lần về bác sĩ tâm lý trị liệu. Tôi nghĩ là em nên nhận thức lại vấn đề về cái hiện trạng của em và em đi đến trọng tâm. Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc thi của các tập đoàn đa quốc gia. Và cái mức lương thì chắc chắn là sẽ không cao. Em đã chốt được với rất nhiều các đơn lớn đối với các khách hàng. Nếu bây giờ được có một điều ước thì bạn sẽ ước điều gì? Là tất cả những sếp mà chúng tôi mời tới trong chương trình Cơ hội cho ai đều là những sếp tốt hết. Nếu em về với chị thì chắc chắn rằng em sẽ có rất là nhiều cơ hội. Thời gian bình chọn bắt đầu. Đón xem Cơ hội cho ai Hun Chan lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019 trên kênh VTV3. Chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ chính Senhome.vn, đồng tài trợ TV Sanco và đối tác nhân sự Mentor Việt Nam.